Vâng, em chào cả nhà. Nay quay lại cái vườn na của chú Hoa. Ngày xưa lấy giống của em đây. Đấy. Cái đẹp này em không bọc lại không? Không bọc thỉnh thoảng lại bọc lại và thỉnh thoảng mà lấy quả mà thắp hương chứ. Hôm nay chú ấy bảo em đến để hướng dẫn cho chú ấy cắt tỉa làm cái lứa trái. Hơi muộn một tí nhưng thôi cứ làm thôi. Khu vực Tây Nguyên Đắk Lắk này. Đây nè, trái này ông nè. Đó, nhiều khi bọc vào lấy trái mà cho các cháu nó ăn chứ. Này, trái này thì sâu rồi. Trái này sâu rồi. Lại phí thế. Thôi kệ nó đi. Rồi, đây ông nhìn đây, quan sát cái cành này nha. Bố nhìn từ trong này ra, chú bố nhìn thì cái mắt là từ trong này nó bé đúng không? Ừ. Mắt này này, mắt này đây, mắt này nó to đúng không? Ừ. Mắt này to thì cắt, khi mà cắt ở đây thì nó sẽ bung đọt ra mà nó sẽ ra cành ra bông. Ừ. Đấy, đây. Đây này, từ trong này ra thì mắt này rất là nhỏ, nhưng mắt này to này. Đấy, mắt này to này, đúng đây. Đấy. Ở trong này nhá, những cái cành nhỏ này bố cắt đi này. Đấy. Cành đấy bé thì bố cắt đi nhá. Bớt lại 2-3 nhánh nó rất là dễ thôi, đơn giản. Đấy. Cái này thì sau này nó phóng đọt ra nó mang theo bông hết. Đấy. Đấy. Cắt sát là những cái cành nhỏ bố cắt sát vào nhá. Xin lỗi các bác này, em ngày xưa có công tác cùng mấy chú này cứ hay gọi bố con nó quen rồi. Đấy. Những cành nhỏ nhỏ này này, nó không có khả năng băng trái gì thì cắt sát vào cho. Đó, sát vào để cho nó không mọc cái chồi vượt. À, cái chồi ở trong này. Đây, cái này thì xác định làm trái là cành này này. Làm trái cành này này. Đó. Làm trái là hai cành đấy. Và cái này thì cắt cao lên một tí để cho nó xòe tá. Đấy. Đúng rồi. Nó sẽ mang hai cái này, còn hai cái này để cho nó xòe tán ra. Cái nào cũng thế. Đây, như cái này. Cái này sẽ tính làm trái ở cành này. Đây, làm trái ở cành này. Và cành này thì cắt tầm này là vừa này. Đấy. Đây, đây, bố để ý những cái cành này cho con này. Ừ. Cái cành này nhá. Cành này này, sau này nó đeo trái nó sẽ gục cũng đây, kệ nó. Đúng rồi. Đấy, thì bấm ở đây bớt lại khoảng 3 mắt lá nhá. Ừ. Cành này chồng ngược lên trên chồng vào trong thân, cắt sát vào, bỏ luôn. Ừ. À. Cành nào mà chống ngược lên thì bỏ. Đấy. Như cái quả này. Bây giờ lỡ ui quả này sâu, bỏ. Quả nào đẹp đẹp thì để. Đấy. Ví dụ cái cành này. Ừ. Cành này là bố phải để nguyên cái nhánh này. Ừ. Nguyên nhánh ấy để nó nuôi quả. Để nó nuôi cái quả này nó không bị thối. Ừ. Cành này cũng thế. Muốn để cái trái này được cái nhánh này mà nó không bị thối á thì là phải để cái cành này nhá. Ừ. Để cho nó nuôi cái này. Nếu bây giờ mà bố cắt chụt trụi đi là cái trái này sẽ hỏng. À, chắc chắn sẽ hỏng. Còn đây ví dụ cành này. Đây, bấm sát vào để làm trái trong này thì bấm sát vào. Đây, chỗ này bố bấm vào đây. Đọt nó sẽ đâm ra đây nó đeo trái đây. Dọn hết cái cành tăm cành nhỏ ở dưới đi cho nó quang đi. Đừng có tiếc. Không cần để dày cành quá đâu. Đấy. Thì cắt một cái cành nó phải thoáng như thế này này. Đấy, đúng rồi, chính xác. Đấy, bố cắt đi. Đấy. Đây nha, con để con đấy bố cắt đi, bố bấm đi. Đây nha, cành nó chổng ngược này nha, con để có trái nó cũng gãy nhá, bấm sát đi. Đấy. Đây là cái nhánh này là nó có cái trái ở đây. Này, đây đến trái thì bố phải để lại nhánh này. Để nhánh này. Còn bấm cái này làm trái này. Bấm cành mới đến làm trái. Nè, đúng rồi, đấy, đúng rồi, vặt lá đi luôn nhá. Ừ. Đấy, còn bớt cái này lại để cho nuôi cái trái này nhá. Ừ, đây nhá. Cái này, cái trái này, bữa nay này. Vâng, chứ còn không cắt đi là nó hỏng cái trái. Đấy, cái này, mấy cái này này. Ở dưới thấp thì dọn sạch nó đi nhá. Cho nó quang cái gốc đấy. Trong định là để dọn thấp cái cành thôi. À, cái cành này gầy quá thì cắt đi. Đây, cái này là cắt để làm trái này. Ừ. Đấy, bố bấm sạch đi. À, cái này bỏ đi này. Ừ. Còn cái nhánh này bây giờ thế này nhá. Cái này nó chèn ra đây rồi. Đúng không? Mà cái này cũng không lấy được thì bố cứ bấm vào đây cho con. Cho nó mọc đọt đây, nó đeo trái ở đấy. Ừ. Đây, cái này. Đấy. Cành ở trong bỏ. Cành này cắt cao tí để cho nó làm tán ra đây. Ừ.
Đấy, thì nhánh này thì mình làm 1 này, 2, 3 này. Thì chỉ cần nó đậu chỗ này, nó đậu 1 hay 2 quả thôi. Chứ nếu mà đậu nữa thì nó gục cái cành ra mất. Đấy, cái này làm trái đây. Cái này không. Còn cái tán này đi nhá. Cái tán trên này bây giờ là mình không có làm cao. Bố cho thấy bây giờ mình cắt ấy là nó sẽ mọc tán ra. Để sau này đỡ phải mang ghế, mang thang hay gì cả. Thì bố cứ xả đây cho con này. Nhìn cái nhớ cái mắt này. Nó sẽ vươn ra ngoài. Nó ngả ra thì mình bấm sát cái mắt này. Sau này cái mắt này nó sẽ ngả ra ngoài. Nhá. Cái này là ví dụ cái này. Mà mình cái này sẽ lên kia, cái này lên kia. Nhưng mình muốn nó ngả ra ngoài thì mình bấm vào đây này. Đấy, không cho nhánh nó mọc ngược vào trong thân. Đây, nhánh này nó ra. Sau này nhánh này vọc vào là mình sẽ bấm đi. Đấy, làm cái na thì sau này chỉ cắt ngang này thôi nhá. Không có cao như thế nhá. Quả này có sâu không? Quả này nó bị ấy, vỏ ở ngoài vỏ thôi. Không bị sâu. Ui giời, hỏng rồi hả? Hỏng rồi, hỏng rồi. Đây, bố ra đây để ý cái này này. Cành này nó sẽ ngả ra. Ngả ra mình cắt đây. Để cho nó xòe tán ra. Cành này làm trái này. Đấy. Cành này làm trái này. Đấy. Cành này là nếu mà bấm như này thì sau này nó cao lắm. Buộc lòng phải bấm thấp xuống. Để cho nó cái mắt này này. Để ý cái mắt này nhá, cái mắt này này. Đó, nó sẽ ngả ra ngoài. Sau này nó kéo cái cành ngả như này nó đẹp này. Thấy chưa? Đấy, cứ dọn sạch những cái cành nhỏ đi nhá, đừng có để nhá. Còn cứ bấm này, nhưng mà sau này bố vẽ lá sau nhá. Đấy, ngược vào trong thân thì bỏ này. Đấy, những cành nhỏ bố bấm hết đi cho con. Đấy, cành này xòe tán ra đây này. Đó. Bố cứ cắt đi, sai chỗ này con chỉ cho. Cắt vài cây đi. Cứ mạnh dạn cắt đi. Làm na này thì mà cắt thì có tiếc cành. Mà tiếc thì là để nó u tù lắm. Đấy đúng rồi, bố cứ cắt bấm đi. Cành nào làm trái bấm ngắn lại tí. Ví dụ cành này làm trái bấm ngắn lại tí. Đó. Rồi bố đấy, bấm đấy. À, những cái cành này nhé. Cành này nó không tiếc cả xả này. Đó. Cái này nó làm cái tán ở đây này, thì bấm đây này. Còn toàn bộ cái này nhá là này. Đó, hạ ngay cái này đi luôn này. Hạ cái ngọn đi luôn này, đó. Không có tiếc, chỉ làm thế thôi đừng. Đây, cái cành này bị ngược này, bố để ý cái cành này bị ngược nhá. Ngược lên này, nếu có trái là sẽ gục nó toạc cái thân này ra. Không có để. Bấm này đi luôn này. Đấy, dọn này đi, cành này nó trúc xuống này để cho nó nằm trái được. Cái này nó không có khó, mình chỉ định hình được là cành nào để nằm trái, cành nào để nó phát triển tán thôi. Vừa này cắt xong là sẽ xịt nấm khuẩn. Đồng đỏ lắm. Dạ, đồng đỏ cũng được, hoặc là Zinomin hoặc Anthracon đều được. Xịt nấm khuẩn, xịt sạch đi. Đây, bố nhìn nhớ cái ngọn này nhá. Cái ngọn bố để ý này. Cái ngọn này nó ngả ra đây. Mình không thể để ngoài này nó gục xuống, nó toạc cái cành này mất. Làm đây này. Cho cái cành này nó ngả ra này. Mình cắt làm sao này, mình để ý cái mắt này. Sau này nó ra cái chồi nó sẽ ngả ra ngoài. Đấy. Mình không có để cao. Rồi em cắt cây na như thế này chỉ bằng đầu với em thôi các bác nhé. Chỗ này của mình bao nhiêu cây không nhỉ? Còn có 20 mấy cây mà. Ủa thế à? 22 cây. À, thế thì đơn giản, thế này làm cái trái. Cây này này, cây này vừa rồi nó mẹ ra gần 3 quả đây này. Cây này này. À. Đấy. Cái đấy xong rồi phải hạ ngọn xuống nhé. Ừ rồi. Đấy, cây này là gần 30 quả đây. Cái đấy phải hạ ngọn. Ừ. Đây này, này. Đây, cơ bản cắt cái cây này chưa xong nhưng mà nó như thế này đấy các bác này. Nạc cây mô đây, nạc cây mô đây, nạc cây mô đây. Cái này nạc cây mô hả? Ừ. Đấy. Vừa rồi là gần 30 quả. Ngọt lắm. Mình
cho nó phát triển cái tán nó về đây. Làm là không được tiếc. Đó. Hết cành trên xuống để cho nuôi cái cành ngang. Cái này là để một thân chính thì đấy, nó lên như thế ok luôn. Cái này cắt xong là bố phun thuốc nấm nhé. Xong rồi khi nào nó nhú cái mầm ra tầm khoảng 4 đến 5 ngày nó nhú cái mầm đấy thì phun thuốc sâu thật nhẹ thôi, kết hợp với một ít thuốc nấm và ít thuốc sâu nhớ và thật nhẹ thôi đấy. Thuốc sâu thì nhớ là mua dạng thuốc sâu bột nhé, hoặc là cái thằng cứ mua cái thằng dạng cốm ấy, emamectin này, phun cho nó đảm bảo. Cái cành thấp như này thì xả hết đi đừng có để. Rất nhiều người cứ tiếc ở dưới thành không dám cắt. Chai na mà nằm sát đất quá là cũng không tốt đâu. Nhưng mà cái tán này phải cắt cái tán này đi. Định cành cái nó còn là cắt ra lấy cưa đâu cắt đi. Không cần đâu. Đấy, tán như thế được rồi. Đấy. Cụ này cách này là làm trái được. Cây cắt đây được hôm nào con qua con ghé vào con xem cái chồi nó ra nào ấy. Ông ra ông mua thuốc cứ cái thằng thuốc sâu dạng cốm sinh học ấy. Phun cho nó đỡ bị nóng. Những cái nhánh nhỏ đấy bố để cũng không được đâu, sát vào đấy cái nhánh này thì để được này. Thế năm nay cũng không cần phải để nhiều cành quá đâu đấy. Đây cái này bố cắt ở đây này. Đấy. Đấy. Nói chung là mới làm thì chưa dám mạnh tay. Cắt một hai hết vụ này sắp tới nó ra thì hiểu được nguyên nhân tại sao mà nó như thế này, mấy là cắt rất là dễ. Bây giờ như con vào vườn con xả thì rất là nhanh. Rồi cơ bản cái cây như thế. Rồi bây giờ ông cắt cho con một cây đi. Ví dụ cắt cây này đi. Để cho những cây này ông hoàn thiện sau nhé. Đây cắt cái mé nào nó như thế này này là được này. Đấy. Mạnh dạn bố xả cây xem này. Đúng rồi, cành nó ngả ra ngoài, bố bấm ra ngoài này này, đấy. Đúng rồi, nhớ là khi cắt xong là tiện tay là vặt cái lá đi luôn. Đấy. Bố để ý cho con nhá, cái nhánh này này. Đấy, đúng rồi. Đây nha, cái nhánh này thì bố sẽ xác định để ra ngoài một tí. Đấy, đúng rồi. Đây cái này nó sẽ mọc chồi ở đây là ra trái này. Nhưng mà hai cái này thì dài quá này, cắt hai cái ngắn hai cái dài này, đấy xả này đấy. Rất đơn giản thôi này, thế đấy.
anh thêm như kia hôm vừa cho vào cho cắt cho một cây mà bây giờ ra sai thế. Thêm cuối cùng tưởng làm tốt rồi chứ. Chú hôm trước bảo là chú chạy qua cắt hộ anh cái thì giờ sai lắm. Mỗi được có mấy cây mà. Hôm qua cháu chạy xuống chơi thấy tháp hương trái na to tướng. Hôm nay cứ túi bọc của cháu về bọc. Ông cắt đi bữa nào có trái bảo cháu đưa túi bọc cho. Trái đẹp ấy chứ. Bây giờ cắt xong cái này là bố đừng có tưới nha. Thế đó. Tưới đâu? Cứ cắt xong con này đi phun thâm nấm khuẩn đi, để lại tầm khoảng một tuần sau khi nào tưới là chỉ tưới nước qua thôi. Đừng có tưới nhiều đó đẩy trồi ra nhiều nó mang mầm lá nó không mang bông đâu. Nhấp nhẹ nước thôi. Nước qua cho nó để đủ độ ẩm thôi. Nhiều người đúng rồi, bố cắt đi. Dọn cho nó quang cái gốc đi. Nhiều người ấy xong là mang vòi và tưới ầm ầm ấy là nó đâm chồi thì mạnh nhưng mà nó ra độc lá. Ít trái lắm. Ít bông. Đất này cực kỳ hợp na đấy. Chuẩn luôn. Quá trình cắt thì bố bấm cho con sạch sạch như cái này này. Sao nó ra trồi đỡ bị ảnh hưởng. Kiến à? Kiến. Vườn này có kiến này thì khi có trái là có dẹp sát thôi. Trời. Đúng đi. Rồi. Đúng rồi đấy. Đây, những cái cành này thì bố cắt dài quá này. Chồi nó ra sẽ yếu, bấm sát vào nhé. Đấy, đấy, cái đấy cắt ngắn vào đấy. Đấy, rồi, tầm đấy. Đã trong luôn. Đấy, đúng rồi, đấy. Cành nó bấm ra ngoài, đấy, đúng rồi. Rồi, chính xác. Dọn luôn cái này. Tại bữa trước là ông không có dọn cành nhỏ. Đúng rồi. Dẫn đến là cành nhỏ rất là nhiều. Mình dọn cho nó quang cái cành nhỏ đi là tự nhiên cây của mình nó thoáng ra. Nhìn vào những cây na thái mà cắt xong nhìn nó rất là đẹp. Đây là giống na thái da vàng các bạn, em trực tiếp cung cấp giống cho chú ấy đây. Đây bố nhìn cái ngọn này nhá. Cành ngang thì bố khả năng cắt ok rồi này. Đây ngọn này này. Những cái ngọn này nhá, là những cành ngả này này mình sẽ lấy này. Đấy, ví dụ đây này, cành này bấm làm trái sát rồi này. Này. Cành này cắt này. Rồi, nhưng mà riêng cành này. Riêng ở trong này nhá, cành này này, bố xả cho con sát vào nhá. Đấy, xả sát vào. Đấy, không có tiếc, bấm cụt luôn. Đấy, rồi. Như thế là cây na của mình nó chỉ cao bằng đầu thôi, nó ngả cành ra, sau này bọc trái, phun thuốc làm gì cái, nó cực dễ. Đấy, cái nhánh đứng này là phải cắt đi này. Đó, mấy cái cánh trồng ngược này. Úi dồi, chỗ này của ông nắm kiến thế nhỉ? Cái hố này nắm kiến lắm. Cái này là bữa nào mà chú phun thuốc cái sau á. Là hôm nào chú phun nên là chú ra mua cái gói thuốc kiến. Ôi giời, thì thuốc kiến rắc liên tục ấy. Không, cái thuốc kiến đại bàng ở ngoài kia kìa. Hòa với một gói vào một cái bình á. Trộn lẫn vào tí phun là nó giỏ xuống đây là kiến không còn trong vườn, không còn cái kiến nào. Mà không còn kiến là không có bị diệp sáp. Diệp sáp khó trị lắm đấy. Đây ông ơi, đây cái này nhá, ông để ý này. Cái này bấm đi này. Nhá. Đó. Cái này cắt ngang đến đây luôn nhá. Đó, không có để. Vào vườn nhìn ở đây, ông cứ nhìn cây nó chỉ như thế này thôi này. Đó. Nó như thế thôi. Cành này là do bớt lại này các bác này. Nó có mấy chữ trái thôi, để có ít thì để mà ăn chứ còn không thì cắt đi.
thì nó phí. Đó. Em làm cành na là những cái cành trọng thì không bao giờ để đâu. Đây, cành này này. Đó, cành này vài mốt nó gục xuống là nó bị gãy cành. Thông thường là không bao giờ để cành trọng. Chỉ có để cành ngã xuống thôi. Đấy. Cành dựng là không bao giờ để. Nhưng mà cái cành này giờ nó đang có cái trái đẹp quá thôi bữa nãy. Cắt xong một cây na nhìn vào là thấy nó mẫu mã, kiểu dáng cái cây na nó khác hẳn. Na của em đang bọc rồi nên là tranh thủ đến giúp chú một hai cây thôi. Em phải về để em phun thuốc, nay là ngày nghỉ mà. Không có thời gian để theo chú để mà cắt hết vườn này được. Chú nhớ cho cháu tuốt hết lá đi nhá. Tuốt hết lá đi chứ đừng để lá, để lá nó không nảy chồi đâu. Ví dụ như cái cành này mà chú để lá này là nó sẽ không nảy chồi ở đây. Bộ nào phải vặt lá đi. Đấy. Vườn này cành của chú nó hơi gầy tại chú để dày cành quá. Đấy, như cái chòm này chú cắt là đẹp rồi này. Đó. Còn cái ngọn này thì hạ lúc cái ngọn rồi, to kia để là xong. Rồi. Chú cắt cái chòm cho cháu xem này. Đấy. Đúng rồi đấy, cành này bấm thấp vào. Rồi. Rồi, chính xác. Đấy, xong này ngả. Đây, cái cành này nó ngược vào trong thân nhá. Chú muốn làm trái, chú bấm sát vào đây nhá. Chứ đừng có bấm dài nhá. Bấm dài nó chèn vào trong đấy, nhìn nó rất là dày. Đấy. Đấy. Cái na này nhìn cắt xong phát nhìn nó đẹp hẳn luôn. Cái đất sỏi sỏi ấy. Cho nói đất sỏi sỏi hợp với na cực kỳ luôn. Đất khô khô sỏi sỏi. Chú đã cắt thì chú cắt xuống dưới luôn. Đấy. Tại vì mình đâu có cần cái nhánh nữa đâu mà. Cái nào to quá thì dùng cái cưa, cưa tay á. Mình có tuổi rồi bấm rồi lại đau tay về này không đau không giúp này. Được con cháu cái gì thì chết dở. Đau tay lại về xoa bóp như gần ý. Về xoa bóp đi mát xoa. Các bác thấy cắt xong cái cây na thái nhìn nó đẹp không? À, cắt xong cái cây na thái nhìn đã không? Đấy. Một cái cây này nhìn nó khác hẳn so với những cái cây mà mình chưa cắt tỉa. Đấy, các bác nhìn cái cây này chưa cắt tỉa, nhìn đây này. Này, cắt tỉa không đúng cách, anh nhìn nó chán không này. Đúng không? Đấy. Đấy, nhìn nó vóng ngược đây này. À, trên trời luôn này, đó, cắt phải 3 mét quá. Đấy, cái cành vượt kia nó nuôi dinh dưỡng rất là nhiều của cây, làm cành bên dưới này còi nhá, gầy hết này. Đấy, cành nó gầy. Đấy. Sau khi cắt hạ toàn bộ ngang đó đi xuống, cây này cực kỳ luôn. Đây cũng thế. Hàng này rất là đẹp này, nhưng mà ngoài này không nên để thấp quá nhá. Hàng này trúc xuống đất, sau này quả này nó trúc xuống đất là không được. Đấy, xả cái này đi luôn này. Đấy. Rồi, bố cắt mạnh dạn đấy. Đấy, đẹp chưa? Thế mới bảo thằng cháu giống đi.
Đấy, bố nhìn cái cây na sau khi cắt nó hoành tráng chưa? Nâu nâu này, ông con mình xong này này. Chị đêm mẹ, mấy năm ông về thì chẳng ngòm ngó gì. Chẳng ngòm ngó. Ông cứ khỏe mạnh này, ngon lành rồi. Không ấy. Đây, các bác nhìn thấy cây na sau khi cắt tỉa có đẳng cấp không? Đấy, khác hoàn toàn so với cây chưa cắt tỉa đúng không? Sau này cái tán ra nó chòe tròn đều cực kỳ đẹp. Sau này nhá, khi mà nó ra được khoảng 20 đến 25 ngày chú Hai nhá. Ừ. Những cái chồi vượt trong thân như thế này này. Ừ. Là chú đi chú bẻ hết đi. Đấy. À, bây giờ là bẻ hết. Vâng. Sau này là mình tỉa vợi nó đi. Ừ đúng rồi. Nhánh này chúng ta để khoảng 2 đến 3 nhánh thôi để nó có ấy, chứ còn nó ra rất là nhiều. Nó dày di dít vào mà mình không tỉa đi thì sau này nó thành cái cành nhỏ trong thân như vừa nãy chú cắt ấy. Ừ. Mình để dinh dưỡng cho nó dồn vào. Này, cái này này giờ phun nấm khuẩn thôi. Đấy. Để nguyên như thế 4-5 ngày sau nó nhú mầm một tí thôi là phun cái thằng siêu ra hoa nữa là tuyệt vời. Đẹp tuyệt vời các bạn. Hiện tượng này là hiện tượng tham. Hiện tượng này là hiện tượng tham. Ôi quả này không được rồi. Sâu rồi. Đấy. Trái ra tự nhiên. Rồi chú thấy ổn chưa? Chú cắt đi nhá, đến trưa cháu ghé qua rồi xem có cây nào ấy, cái ngọn cần phải hạ thì cháu bảo để hạ lốt. Giờ chú tiến hành đi, cháu chạy về cháu phun thuốc cái đã. Ừ, về phun thuốc đi, xong vâng. Chưa qua. Chưa cháu chạy ra. Ừ. Ôi giời, quá tuyệt vời. Có bác nào có nhu cầu cái giống na thái mới hoặc là túi bọc na thái thì alo cho em nhá. Số điện thoại 0989 037 167. Giờ em hướng dẫn cho bác cái mấy cây để bác cái cắt. Chị tuyệt vời đấy. Này, cho hôm nay vườn nhỏ nhỏ này. Cái ống khói này của ông thì đang tính làm gì đây mà để đây. Ông ấy đập nó xuống đi cho nó đẹp đội hình như để làm gì. Tốn diện tích xong rồi là. Cái này giờ như có người ta xin mà. Ông dọn cái này đi, ông làm vườn na cho nó đẹp để cái này sau này nó cớm, vướng. Vài bữa nữa thì tính. Ừ. Vài bữa nữa thì tính. Ống khói, trụ tiêu ngày xưa một thời hoành tráng, hoàng kim. Rồi chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi. Em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho la thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic, chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, mít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.